Có câu đừng nói lý với kẻ say, đừng bắt tay với kẻ xấu. Áp vào tình huống sau đây xem ra cũng chẳng sai. Vi phạm nồng độ cồn vượt mức kịch khung. Thế nhưng người đàn ông sau đây là một mực cho rằng mình chỉ uống có 3 lon và còn đủ tỉnh táo để chạy xe về nhà. Hay nhiều vụ việc tương tự khi người vi phạm có 1001 lý lẽ để bao biện chống chế cho lỗi của mình. Gần 23 giờ tối qua, tại điểm giao lộ Mai Chí Thọ và Lương Định của thành phố Thủ Đức, tổ công tác cảnh sát giao thông công an thành phố Hồ Chí Minh kiểm tra và phát hiện người phụ nữ 38 tuổi tên viết tắt là MB có biểu hiện say xỉn nên dừng kiểm tra. Tại đây phát hiện chị B có nồng độ cồn gần 0,5mg một lít khí thở. Người này phân trần do hôm nay lãnh lương nên rủ đồng nghiệp đi nhậu và cô uống 2 lon sau đó tự lái xe về. Một trường hợp khác là người đàn ông 48 tuổi tên viết tắt là NQD, ngụ thành phố Thủ Đức, vi phạm gần 1mg trên 1 lít khí thở, cao gần 2,5 lần mức kịch khung. Xong, anh D khẳng định mình chỉ uống có 3 lon bia và còn đủ tỉnh táo để về nhà. Cũng tại địa điểm này, lực lượng chức năng phát hiện thanh niên 28 tuổi tên viết tắt là VT, ngụ tỉnh Cà Mau, vi phạm ở mức trên 0,3mg trên 1 lít khí thở. Trong lúc cảnh sát làm việc, người bạn ngồi phía sau anh T có hành vi cản trở tổ công tác. Ngay sau đó, lực lượng chức năng yêu cầu anh rời khỏi khu vực chốt kiểm tra để tiếp tục lập biên bản vi phạm. So với sinh mạng con người, mức phạt nào cũng là nhẹ. Liên quan vụ tai nạn tại tỉnh Đắk Lắk, ô tô tông vào lan can bên đường khiến hai người tử vong. Kết quả điều tra bước đầu khiến dư luận ngỡ ngàng và phẫn uất bởi kẻ ôm vô lăng, nắm giữ sinh mạng của những người khác lại dương tính với ma túy. Công an huyện Emerac, tỉnh Đắk Lắk vừa ra quyết định tạm giữ hình sự Đinh Anh Tài, 25 tuổi, trú thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai, để điều tra làm rõ vụ tai nạn giao thông khiến hai người chết và một người bị thương. Trước đó, khoảng 9 giờ sáng 14 tháng 11 trên quốc lộ 26, đoạn qua xã Ea Trang, huyện Emerac, ô tô do Tài điều khiển chở theo 4 người khác, lưu thông hướng từ Đắk Lắk đi Khánh Hòa. Nào ngờ phương tiện tông vào lan can bên đường khiến hai người tử vong, một người bị thương. Theo điều tra ban đầu, Tài được chủ xe thuê để chở mọi người từ tiệc sinh nhật về Khánh Hòa. Giữa đường, tài xế không làm chủ được tốc độ, thiếu quan sát dẫn đến tai nạn. Kết quả test nhanh cho thấy Đinh Anh Tài dương tính với chất ma túy.